bà tôi làm mật ong là ngon nhất. Bạn sẽ mê mẩn nếu bạn nếm thử mật ong của bà tôi. Về cơ bản, nó đã trở thành một huyền thoại ở quê hương của chúng tôi. Những ngày lễ và sinh nhật, những chuyến thăm ngẫu nhiên hay những buổi dã ngoại cộng đồng đều sẽ luôn có mật ong ở đâu đó trên bàn. Và bất kể chúng tôi đang ăn gì, chúng tôi đều tìm ra cách nào đó để sử dụng nó. Ngô nướng sẽ ngon hơn khi phết một ít mật ong lên nó. Và thật phát cuồng lên khi nhúng món bít tết vào mật ong. Tôi thậm chí còn nhớ có lần đã trộn nó vào khoai tây nướng của mình khi tôi còn rất trẻ. Rất nhiều người, bao gồm cả bố mẹ tôi, sẽ nài nỉ bà để lấy bí quyết, hoặc để xem những con ong làm việc như thế nào, hoặc thậm chí làm thế nào mà bà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hầu như mọi nhà trong thị trấn của chúng tôi đều có một chiếc lọ giống ở đâu đó, cái mà đã từng đựng mật ong của bà. Bà sẽ luôn cười và xua tay bảo họ thôi đi, không có gì phải tò mò đâu, và luôn dặn họ về việc nâng niu hũ mật ong trong lòng. Không khó để tưởng tượng rằng điều đó khiến bà cảm thấy đặc biệt như thế nào. Và bất cứ khi nào bạn có một bí quyết như thế, thì việc từ bỏ nó sẽ tước đi phần nào điều khiến bạn trở nên quan trọng. Không phải tự nhiên mà bà vẫn luôn giữ bí mật như vậy. Tuy nhiên, đây là vấn đề. Những đứa cháu có lợi thế đối với ông bà của chúng. Có thể nói rằng, bà có một điểm yếu, đó chính là tôi. Tôi thực sự là đứa cháu đầu tiên của bà, và tôi đã tận dụng nó. Về cơ bản, tôi có thể có được bất cứ thứ gì tôi muốn, kể cả câu trả lời. Tôi thực sự không quan tâm mật ong đến từ đâu, nhưng tôi biết rằng những người khác muốn biết và tôi thích ý tưởng biết khi họ không biết. Một đêm nọ, khi ông bà tôi đến ăn tối, tôi cố moi chuyện đó từ bà, cá rằng bà sẽ không thể cưỡng lại việc nói cho tôi biết. Tôi hỏi, bà ơi, mật ong ở đâu ra vậy? Bà không bao giờ nói với ai, và cháu cũng sẽ không nói với ai, cháu hứa. Cháu chỉ nghĩ giữa chúng ta có thể có một bí mật. Chỉ có hai chúng tôi, không có ai khác đứng xung quanh. Tôi đã biểu hiện sự mong chờ đáng yêu như một chú chó con. Bà nở một nụ cười nhẹ với tôi và xích lại gần tôi. Tôi còn nhỏ, nhưng có cảm giác như tôi đã cao gần bằng bà. Cháu thực sự phải hứa rất nhiều về điều này, bà nói. Cháu hứa, cháu thực sự hứa. Không đời nào cháu nói với bất cứ ai, tôi nói, và sau đó bà tôi tiếp lời. Bà không nghĩ có ai đó thực sự hiểu, họ không có nhiều trí tưởng tượng. Nhưng bà biết cháu hiểu, cháu có tin vào phép màu không? Vâng, tôi nói và thực sự có tin vào điều đó. Cháu cũng tin vào tình yêu phải không? Bà hỏi. Dạ đúng. Chà, một ngày nào đó cháu có thể nhận ra điều này, nhưng chúng giống nhau. Bà nói, ý bà là khi cháu yêu một ai đó, hoặc một vài người, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Sự thật là ông của cháu yêu cháu rất nhiều. Và bà thực sự nhận được mật ong từ ông ấy, nhưng ông ấy chỉ để mình bà nhận hết công lao. Bà cười một chút. Những lời của bà khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm một chút thông tin. Nhưng những con ong ở đâu? Bà có nghĩ rằng thỉnh thoảng chúng ta có thể ghé qua và xem chúng không? Tôi hỏi. Bất thình lình bà hành động nhanh một cách lạ thường, và ngay lập tức những ngón tay dài của bà bao trọn lấy cánh tay tôi. Bàn tay bà sần sùi với những ngón tay như những chiếc đinh cắm sâu vào da tôi. Bà ơi, tôi đã nói, đừng ăn nữa, được không? Charlie, làm ơn, bà nói. Ngay lập tức bà buông tay ra, và tôi đã mong chờ bà đưa ra lời xin lỗi, nhưng khuôn mặt bà không hề thay đổi, và có vẻ như bà thậm chí còn không nhận ra mình đã làm gì. Bà lên tiếng lại ngay lập tức, gần như lấn át những gì tôi đã nói. Trong khi tôi giữ lấy cánh tay mình và hỏi bà có chuyện gì vậy thì bà nói, sự thật là bà muốn mọi người thưởng thức nó thôi. Bất cứ thứ gì nhiều hơn hoặc ít hơn thế sẽ không tốt cho mọi người. Tôi gần như muốn kể chuyện này với bố mẹ mình, nhưng cuối cùng thì tôi đã không, thay vào đó tôi chỉ cố quên đi những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy hơi khó xử khi bà đặt một hũ mật ong tươi xuống bàn vào đêm hôm đó, và tôi cố gắng không nhìn vào nó quá nhiều. Thay vào đó, tôi quan sát khuôn mặt của ông tôi. Tôi thề là ông thậm chí còn chưa bao giờ liếc nhìn đến hũ mật ong, và ngoài tôi ra, dĩ nhiên đây là lần đầu tiên, thì ông là người duy nhất trong bàn không ăn miếng nào. Bà tôi đưa cho tôi một ít mật ong, ít đến mức hơi khó hiểu, nhưng tôi từ chối. Không có gì nhiều để nói cho phần còn lại tuổi thơ của tôi. Thời gian trôi qua, và mật ong luôn ở đâu đó. Bà tôi không bao giờ bán nó, nhưng nó có mặt khắp thị trấn, và là chủ đề bàn tán của hầu hết mọi người. Tôi đã không ăn nó nữa và không bao giờ thực sự nghĩ về lý do tại sao. Cuối cùng cũng đến lúc tôi chuyển đi học đại học. Cả gia đình chúng tôi quây quần bên nhau vào đêm trước khi tôi chuyển đến ký túc xá. Khi mọi người ra về, bà tôi đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ. Tôi biết nó sẽ là gì.
bên dưới lớp khăn giấy và giấy bạc là một cái hũ thủy tinh được thắt nơ vàng xung quanh. Từ bà và ông của cháu, bà thì thầm với tôi. Tôi đã mang nó theo nhưng chưa bao giờ nếm thử. Tôi đã không nghĩ quá nhiều về nó và cuối cùng đã đưa nó cho một anh chàng trong ký túc xá của tôi. Khoảng một giờ sau, anh ấy lại xuất hiện và cầu xin tôi nói cho anh ấy biết tôi đã lấy nó ở đâu. Và tôi đã gạt anh ấy đi bằng cách chỉ nói rằng tôi không thể nhớ được. Tôi bị cuốn vào trò chơi cân bằng giữa học tập và nỗ lực thích nghi với xã hội. Và khoảng một tháng sau khi nhập học, tôi nhận được một cú điện thoại khủng khiếp từ mẹ tôi. Bố của mẹ và là ông của tôi đã qua đời một cách đột ngột nhưng thanh thản. Tôi về nhà để dự đám tang và thăm viếng, nhưng sau một hoặc hai tuần, tôi đã trở lại trường học. Tôi đã nhìn thấy bà tôi, và tôi chỉ có thể mô tả bà là một người trầm lặng. Bố mẹ tôi nói với tôi rằng họ sẽ đến chăm sóc bà hàng ngày. Tôi bắt đầu gửi thư cho bà, chủ yếu là vì tôi cảm thấy có lỗi về việc tôi đã ít nói chuyện với bà trong những tháng trước đó. Thậm chí còn tệ hơn là tôi đã ít nói chuyện với ông của mình như thế nào. Cảm giác như tôi đã già đi vài tuổi chỉ trong vài tuần. Mọi thứ ở trường trở nên xám xịt và tôi chỉ có thể trải qua vài giờ mà không cảm thấy đau buồn. Tuy nhiên, như mọi khi, nó đã bắt đầu trở nên tốt hơn. Từng chút một, màu sắc đã trở lại và đúng vào mốc 2 tháng, tôi nhận được phản hồi cho một trong những lá thư của mình. Đó là một gói hàng, một lọ thủy tinh nhỏ có buộc duy băng màu vàng và một mẩu giấy nhắn. Từ bà và ông của cháu. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi biết nó có vẻ như thế nào. Có thể vẫn còn sót lại một vài lọ mật ong được bà làm cùng ông lúc ông còn sống, hoặc cũng có thể đó chỉ là một hình thức để bà từng nhớ đến ông. Lẽ ra tôi nên để nó ở đó, một món quà yêu thương từ một người bà yêu thương, nhưng có gì đó không ổn. Đọc bức thư, tôi lập tức cảm thấy mình như một đứa trẻ lại bị móng tay của bà cắm vào cánh tay. Tôi không ăn mật ong, nhưng tôi mở lọ ra, chỉ để ngửi nó. Nó gần như làm tôi đắm chìm, rất nhiều ký ức ùa về trong tôi và gần như không thể đậy nắp lại. Nghe có vẻ kịch tính khi rời ký túc xá đại học lúc 7 giờ tối, chỉ để lái xe 2 tiếng đồng hồ đến nhà bà nhận một món quà phải không, nhưng đó chính xác là những gì tôi đã làm. Khi tôi đến đó, bên ngoài trời tối đen như mực và tôi có thể nhìn thấy một ngọn đèn trong nhà. Tôi gõ cửa, và bà trả lời. Tôi thực sự không thể giải thích điều đó, nhưng tôi gần như cảm thấy như mình đang đối mặt với một người mà tôi chưa từng gặp. Bà ơi, hãy cho cháu biết, tôi nói. Tim tôi đập nhanh và tôi biết mình phải vượt qua bất cứ điều gì đang xảy ra. Tôi đưa cái lọ ra, ngay trước mặt bà. Ánh sáng từ cửa nhà bà chiếu vào mật ong và tôi thề là nó gần như phát sáng. Bà đã nói với cháu từ lâu rồi, tất cả đều đến từ ông của cháu, bà nói. Cháu biết điều bà nói rồi, nhưng những con ong ở chỗ nào chứ? Ông đã mua chúng sao? Ông và bà đều ở cùng nhau mà. Tại sao lại bảo cháu không được ăn nữa? Tôi hỏi, to hơn tôi muốn. Ồ, cháu nên ăn nó đi. Cháu có thực sự không ăn nó không? Bà không biết tại sao cháu lại hỏi về những con ong. Nó vẫn đến từ ông của cháu mà. Bà nói, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Bà gần như có vẻ bối rối trên khuôn mặt như thể bà ngạc nhiên khi tôi không hiểu. Cho cháu xem đi. Cháu cần biết nó đến từ đâu. Có gì đó không ổn trong tất cả những chuyện này. Và thành thật mà nói, cháu hơi hoảng một chút. Charlie, thành thật mà nói, bà ghét phải nói điều đó nhưng cháu vẫn xuất hiện sau mọi chuyện đã xảy ra và cháu thậm chí còn không hỏi bà sống như thế nào nữa. Bà nói có vẻ tủi thân. Cháu hy vọng bà đang sống tốt. Được rồi, cháu thực sự mong bà sống tốt và cháu yêu bà. Nhưng bà phải hiểu rằng cháu hơi hoảng sợ. Khi cháu còn là một đứa trẻ, bà đã làm cháu đau và vì bất cứ lý do gì, đó lại là vì mật ong này. Bà sẽ không bao giờ. Bà nói nhưng tôi cắt ngang lời bà. Bà đã làm. Bà đã làm và cháu nhớ. Cháu thề là đôi khi cháu không chỉ nhớ mà còn có thể cảm nhận được. Giống như bà chưa bao giờ buông tay. Và bây giờ điều này. Tôi lại giơ mật ong lên. Có gì đó không ổn. Hãy cho cháu biết nó đến từ đâu. Charlie à, cháu vẫn tin vào phép màu chứ? Bà nói và mắt ngấn nước. Tôi không trả lời. Tôi muốn nói có, nhưng không đáp lại. Bà không nói gì nữa và chỉ dẫn tôi vào nhà. Nó khiến tôi khó chịu vì hầu hết các phòng đều tối như mực. Tôi không thể hiểu làm thế nào bà có thể bước đi dễ dàng mà không va vào mọi thứ như tôi. Chúng tôi đi lên cầu thang và đi đến cuối hành lang. Đó là cánh cửa duy nhất trong nhà mà tôi từng thấy đóng lại. Và tôi ngạc nhiên khi bà lấy chiếc chìa khóa đang treo trên sợi dây chuyền ở cổ của bà xuống và luồn vào cửa. Bà mở khóa và chỉ đứng đó. Tôi bước đến đứng cạnh bà.
từng tiếng cọt kẹt của sàn nhà vang vọng khắp hành lang. Tôi ước gì bà chưa bao giờ bật đèn, nhưng bà đã làm và ở giữa sàn nhà với những nhánh giống như kẹo cao su tỏa ra khắp phòng và dọc theo các bức tường là một thân xác của người trưởng thành, cái thân xác mà đã từng là của ông tôi. Mùi mật ong và thịt thối xộc vào mũi và tôi ngã ngửa ra phía sau hành lang khi bà tôi nhẹ nhàng bước vào phòng. Bà quỳ xuống bên cạnh ông, đầu gối của bà ấn vào bất cứ thứ gì đang mọc xung quanh ông và chảy xuống sàn nhà. Hãy nhìn kỹ. Bà nói và nghiêng người về phía trước, đặt cả hai tay ở nơi mà tôi đoán lẽ ra phải là ngực của ông. Bà nghiêng người về phía trước nhiều hơn để trọng lượng của bà đổ xuống người ông và tôi chứng kiến tất cả như bị nén lại. Cả căn phòng rung lên, giống như bóp một miếng bọt biển, mật ong bắt đầu chảy ra từ khắp người ông, khắp phòng, thấm xuống xung quanh và xuống sàn. Nó chảy qua tay và làm ướt váy ngủ của bà. Bà thốt ra một tiếng thở hổn hển nhỏ và ngã úp mặt thẳng vào ông. Tôi hét lên và ấn mạnh lưng vào tường, đến nỗi tôi tưởng mình sẽ lao qua hông nhà và nhào ra ngoài sân. Bà nhanh chóng lùi lại, toàn bộ phần trước của cơ thể bà như được che phủ lại. Những miếng thịt của ông trượt xuống người bà, chảy vào những chiếc lọ mật ong và một dòng mật ong đều đặn tuôn ra từ miệng bà. Ôi, mật ong, cháu phải thử cái này. Nó tươi ngon hơn nhiều. Bà lẩm bẩm khi bà lại ấn xuống phần xương sườn lộ ra của ông. Tôi bật dậy và sau đó tôi chạy. Chắc tôi đã xô đổ mọi thứ trong nhà bà để cố thoát ra ngoài. Tôi nhảy lên xe và lái thẳng đến đồn cảnh sát. Nó chỉ cách nhà bà tôi khoảng 10 dặm. Thậm chí không giữ được bình tĩnh, tôi đã nói chuyện với viên cảnh sát đầu tiên mà tôi gặp là một phụ nữ trẻ. Cô ấy có thể thấy tôi đang hoảng loạn. Cháu có cần giúp đỡ không? Có chuyện gì vậy? Cô ấy hỏi. Cô có biết ngôi nhà màu đỏ cách đây khoảng 10 dặm trên ngọn đồi gần tháp di động không? Ừ, nhà bà Binh, có chuyện gì xảy ra trên đó à? Cô ấy hỏi. Một cái nhìn lướt qua khuôn mặt của cô ấy cho thấy sự quan tâm thực sự và chân thành. Cô ấy tiến lại gần tôi một chút và bàn tay của cô ấy trượt xuống bên hông. Tôi lùi lại, rời mắt khỏi cô ấy và nhìn khắp phòng. Trên mỗi chiếc bàn, trong toàn bộ khuôn viên, có một chiếc lọ rỗng được quấn trong một dải dưới băng màu vàng. Không, không có gì đâu, cháu chỉ. Tôi bắt đầu và cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn. Cháu chỉ lái xe đến đó để gặp bà và khi cháu gõ cửa, bà không trả lời. Cháu nghĩ cô có thể kiểm tra xem bà có ổn không? Người phụ nữ quan sát tôi trong một giây và tôi cố gắng kìm lại thôi thúc nói tiếp. Cô ấy nói, được thôi, cô có thể tự lái xe lên đó. Tuy nhiên, cô muốn cháu đi cùng với cô. Cháu sẽ, nhưng cháu thực sự không thể quay lại ngay bây giờ. Tôi nói, cháu chỉ mới trở lại thị trấn trong khoảng một giờ và cháu thực sự cần phải lên đường quay về trường. Tôi quay lại và bắt đầu di chuyển về phía cửa, nửa lo sợ rằng ai đó sẽ tóm lấy mình, ngay cả khi tôi đã quay trở lại xe của mình. Tôi lái xe ra khỏi đồn cảnh sát một chút và rẽ vào rìa một cánh đồng và tắt máy chờ đợi. Chắc chắn rồi, người phụ nữ mà tôi đã nói chuyện đã đi ra và đi xuống con đường về phía nhà bà tôi, nhưng không đi một mình. Từng người một trong số 9 viên cảnh sát mà tôi đã thấy bên trong bước ra, lên xe và đi theo cô ấy. Tất cả họ đang đi đến ngôi nhà. Tôi thậm chí còn không đến nhà bố mẹ mình, tôi chỉ bắt đầu lái xe và không dừng lại cho đến khi về đến ký túc xá vào rạng sáng. Kiệt sức, tôi nghĩ mình có thể đi ngủ và bằng cách nào đó thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Có một cái gì đó trên mặt đất trước cửa nhà tôi, một cái hũ nhỏ có nhãn và một ghi chú bên dưới. Đó là từ người mà tôi đã cho mật ong khi tôi mới đến. Dòng ghi chú như sau. Này anh bạn, hôm nay tôi tìm thấy thứ này ở chợ nông sản. Chắc hẳn đây là nơi bạn đã có nó. Tôi đọc nhãn tự chế trên hũ. Mật ong của bà Binh được làm bằng tình yêu. Tôi mang nó vào trong nhà và đi đến bên cửa sổ, ném cái hũ ra xa hết mức có thể vào màn đêm. Tôi không chắc mình có thể làm được gì, nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện này với ai đó. Nếu bạn tin tôi và bạn nhìn thấy nó ở bất cứ đâu, thì đừng mua mật ong của bà Binh.